nào đây? Rõ ràng chúng ta vẫn sẽ phải chờ, và chắc chắn đây sẽ là một kèo đấu đường dưới cực kỳ đáng chờ đợi. Còn bên phía Gan thì sau đây họ lựa chọn cho Kia một chất tướng 200 năm, đó là Cassante. Rồi, bây giờ chúng ta cùng đến ngay với những diễn biến trong ván đầu tiên, cuộc đối đầu giữa Gam Esports và MBE. Chất tướng TF không được tận dụng triệt để. Chính xác là như vậy. Twitter Fest cần có ít nhất là đẩy hòa đường như khu vực trên. Cú lóc thứ ba nó không chính xác, bật cả định mệnh, kích tốc hành và cả chơi khô máu. Họ muốn 2-1 nhưng năng lượng của Froggy là không còn nhiều. Liên tục đánh đập vào Kia và Son tới, và tôi nghĩ là chiến thần sẽ gục ngã. Vấn đề là mạng dành cho ai mà thôi. Có thể sẽ nhường lại chiến công đầu dành cho Ryuk. Và họ đang đánh để cho điều kiện thắng khu vực trên, khi mà rõ ràng bích ở cánh dưới này là đánh cánh yếu để đầu tư lên khu vực cánh trên rồi. Và mạng hạ gục dành cho Ryuk để tăng tiến về cái điều đạn massage. Tuy nhiên Judas, Ata muốn phòng ngự, bật chiêu cuối đã hứng trọn thanh trừng, và cuối cùng Judas chắc chắn là người phải nằm xuống. Không mà thôi, bây giờ với việc Pyro và Elio có lợi thế đẩy đường, họ đang di chuyển trước và ép cho Son phải rút lui ra khỏi hang sâu này. Thậm chí Pyro còn là người cướp được con sâu đầu tiên. Bốn sau rồi, la vào nơi Judas, anh ta bị kẹp sâu quá, anh ta bị tách ra sâu dành cho Fury Gam. Tuy nhiên bây giờ người bị bỏ lại đó là Son. Son tốc biến bỏ chạy, kia ra bật chơi khô máu, đang cố gắng cản Ryuk, nhưng Ryuk lao vào hạ gục được Elio, và tiếp tục đó Ryuk. Tuy nhiên anh ta bị hạ gục bởi Cassante của tìm Kia rồi. Kia tiếp tục đánh ngược ra trở lại, và mục tiêu bây giờ đó chính là Zodiac, và cả mạng lẫn sâu đều dành tất cả dành cho Gam Esports. Bên phía của MBE, và rõ ràng đó lý do vì sao bên phía Gam đang tận dụng tốt hơn đội hình của mình. Họ đang muốn tấn công vào con rồng thứ hai này, và Levi đang muốn làm gì đây? Anh ta giữ được rồng, ràng buộc không chính xác, thanh trừ được xả ra, và Son anh ta quay qua bên kia một mình tấn công thẳng vào người của Levi. Chiêu cuối của con mau cài không có nhiều tác dụng lắm, nhưng Levi bị bỏ lại, anh ta sẽ bị đổi mạng với Zodiac. Tuy nhiên Son chiêu cuối vào tấn công Pyro, Pyro nằm và Son cũng đi, và đây là Froggy cùng với Play. Play đang tấn công vào Style, và Play tốc biến qua kia. Cuối cùng thì Elio bị đỏ lại, anh ta đã cố gắng bỏ chạy, tốc biến lên ném bài vàng. Và con cả này nằm trên thớt rồi, mạng được nhường cho ai đây? Có thể sẽ là Froggy. Ở đây sẽ là một tình huống 4v4 khi mà Tristana của Play đang được thả cánh dưới. Và Levi hình như ta chưa muốn buông bỏ và tranh chấp trừng phạt sứ giả dành cho Son. Tấn công thẳng vào Levi, Levi dùng chiêu cuối nhưng có lẽ đồng đội ta bỏ ta rồi. Và vẫn đang cố gắng chạy. Khoảng cách về tiền ở trên bản đồ vẫn đang đâu đó khoảng 1-2.000 tiền thôi, vẫn đang là trong nước kiểm soát được. Đây là tình huống mà Kia chủ động lao vào với Q3 tốt, đắp điều chuẩn xác, liên tục là tình huống chặt Q trong cái dạng chơi khô máu. Và Ryuk, anh ta cũng rất là tính toán sát thương rất là tốt với cái tình huống này mà... Gam bỏ được nhưng họ vẫn quyết định là sẽ đánh. Levi đang là người đi đầu, anh ta dính ràng buộc, và Son cũng rất là cứng cường khi đứng ở đây. Gồng cú đấm bùng nổ lên và sẵn sàng tấn công thẳng vào người Levi. Chiêu cuối được bật ra đến từ Zodiac, và thanh trừng ép gốc khá tốt, dịch chuyển ngược trở lại đến Kia Ya. Còn tốc biến lên xuyên tấn công thành công người Froggy. Froggy cũng mất tốc biến, Levi gom được người, đó chính là Froggy. Quay ngược trở lại để giữ chân, đó là Zodiac. Tuy nhiên anh ta đã nằm xuống, mạng hạ gục dành cho Play. Pyro bị tấn công, tuy nhiên Pyro và Elio vẫn còn sống sót, và Style đang là mục tiêu bị nhắm tới. Ta cũng dùng tốc biến để có thể bỏ chạy. Levi vẫn xuyên tập kích lại vào người của Son. Kia Ya vẫn đang quẩy, Froggy đang dùng bài vàng và chưa có mục tiêu nào cả. Nhưng phía bên kia Play đã bị Son đấm gục. Tiếp tục Son đấm vào người Kia Ya, ta dùng mở đường khá tốt để lùi về tâm trụ của mình. Tấn công một cái trụ này thì họ cần đưa ra rất nhiều thời gian và các thành viên nữa. Kéo giao tranh luôn ra. Quyền của Thiên Nhiên được tung ra và mở đường chặn rất tốt. Son đấm được hai người, và tiếp tục là Levi là gom được ba người. Jack trong tay Ryuk tìm được vị trí của Play, và Play là người đầu tiên phải nằm xuống. Liên tục trả sát thương đến từ Style. Double kill dành cho Style và một màn dành cho Ryuk. Bây giờ thì Jack anh ta lùa từ nhà tới trường, và chiến thân Kia đang bị kẹt lại. Anh ta hất được Froggy, nhưng đây là một cuộc Twitter Fest trường trường sinh, nó vô cùng trâu. Và bây giờ chúng ta đang nhìn giáo sư Froggy đang bắt đầu cấp sách tới trường với 10 số của sách trường Mezai. Quyền lực thiên nhiên được thả ra, nó gom được rất nhiều người, và người bị giữ lại đó chính là Levi. Hắc ám soi rọi và Levi bắt buộc phải chạy, nhưng Ryuk anh ta đang nhận nhiều sát thương, cố gắng chạy, và Ryuk đã nằm xuống. Mạng hào gục dành cho Pyro. Gam phản công nhảy lên đến từ Play, vô đất quay ngược trở lại đẩy được nhiều người, đó là chiêu cuối và mục tiêu để nhắm vào đó là Pyro. Tuy nhiên Son không còn sát thương nữa, Style bị giữ chân lại, và MB họ tan vỡ hoàn toàn sau một pha cố gắng đánh lướng đến từ Ryuk. Và cái Santé này còn reo, rõ ràng nó bắn món đồ cực kỳ hợp lý rồi. Bây giờ lao vào nhau, họ đang sồ lên và sấy thanh trừng, chiêu cuối được mở ra để có thể ép góc. Tuy nhiên Son đang bị bắt bởi Play, Zodiac cố gắng giữ chân lại và Son đã nằm xuống. Gam đang càng lớn nhưng Pyro đã nằm rồi. Play đã cố gắng bỏ chạy để chơi khô máu, cô lập Ryuk. Tuy nhiên Ryuk quay ngược trở lại để giết Play cùng với Elio. Khi nằm xuống hai người đó là Son và Zodiac. Wow. Trong cái tình huống mà Son, ơi bây giờ Kia vẫn lao vào. Kia Ya không muốn dừng lại, Levi tiến lên, anh ta bắt được Style và chắc chắn Style sẽ nằm. Ryuk đã cố gắng quẩy, tuy nhiên khó rồi. Froggy bị giữ chân lại và chắc chắn là mất hết sách trong pha này. Lỗ nặng đến từ MBE rồi.
vẫn cố gắng mở đường lên, làm chậm thành công và mai về đến từ Froggy. Hướng lên đồ, anh ta muốn hỗ trợ đồng đội trong cái bối cảnh và đội hình hai xạ thủ. Kia wow, không có nhiều tài nguyên. Thật sự xảy ra đau quá rồi, Jodep chịu không nổi và ta quay ngược trở lại. Vô hình chung anh ta cũng dâng hiến luôn. Son bị giữ chân lại và chắc chắn là Son nằm xuống và Play đang tiến lên. Play cùng với By Zero được xả sát thương free. Bây giờ ai phòng ngự đây? Ba người đang cố gắng phòng ngự và Ryuk đang gồng lên. Play bắn đau quá, Play bắn đi một người nó sai rồi. Froggy cũng không làm gì được. Ryuk bị giữ chân lại. 1-5 và chiến thắng 1-0 dành cho Gami Sport. Rõ ràng là bản lĩnh của nhà vua Vset vẫn còn đó. Họ có những tình huống bị hơi vấp một chút xíu, nhưng không sao cả, họ vẫn biết cách để lấy được lợi thế. Và 1-0 cực kỳ xứng đáng dành cho Gam. Nhỉnh hơn một chút xíu ở những đội đầu tiên mà thôi. Còn Levi, combo 16 nút, anh ta đánh con gì đây? Karthus cùng với Brand đang được nhá với Levi. Tôi thích con Brand hơn. Và cuối cùng là khóa lại rồi. Tôi rất thích con Brand này, một vị tướng mà rõ ràng Levi đã sử dụng rất nhiều rồi. Levi, cả trong những trận đấu custom tại server Apex cũng như là những cái trận đấu đánh đơn đôi cá nhân của anh ta cũng có màn thể cực kỳ tốt với quân bài này. Và chúng ta cùng đến với những nhịp độ ở ván thi đấu thứ hai, cuộc đối đầu giữa MGN Blue Sport và Gabi Sport dưới, và có thể sẽ xảy ra va chạm với Style. Anh ta tốc biến để né cú ràng buộc vừa rồi và tất cả những kỹ năng định hướng đều hụt. Style đang cố gắng chạy, anh ta không còn tốc biến lên đến từ By Zero. Anh ta đang cố gắng bắn nhưng Style đã nằm xuống và chiến công đầu dành cho Levi. Jodep cố gắng lùi lại, anh ta bị làm choáng, anh ta bị nổ nội tại, là hai mà hạ gục liên tiếp dành cho Gabi Sport. Anh nhìn cái tốc ăn sâu của Levi đi, quá nhanh là những gì chúng ta phải nói về tốc ăn sâu đến từ con bài Brand này. Nhưng bây giờ Son muốn tiến ra đây làm gì đây? Đường trên cũng có va chạm, Levi không có tốc biến nha. Anh ta đang bị tấn công, anh ta bị nhắm vào, anh ta nổ nồi tài vào người của Ryukai rồi. Levi bị dí và anh ta chắc chắn sẽ nằm, bỏ mạng lại. Tuy nhiên Ryukai cũng đi và mục tiêu đây được nhắm tới đó là Son. Và anh ta đã cố gắng chạy, mất tốc biến qua phía bên kia bờ tường. Còn khu vực đường dưới hình như vừa rồi cũng đã có giao tranh và có bài hạ gục hay chăng đây. Cố gắng truy đuổi, Style nằm. Và bây giờ thì By Zero bắn thẳng vào người của Zodiac, rất khó chịu. Và Zodiac đánh thương một cái nữa nhưng không ra nổ dư chấn mà hạ gục dành cho Zodiac. Thôi, Ryk phải nằm xuống. Còn đây là tình huống mà bên phía Gam là đội trưởng tấn công. Nhưng mà cái tình huống chính xác là cái sải tay của By Zero là quá ngắn, nó khiến cho anh ta không thể tiếp cận được để dứt điểm vào vị trí của Style. Cộng thêm việc Senna có cái chiêu E của mình, cái màn xương, nó khiến cho By Zero cũng không thể nào khóa mục tiêu được vào xạ thủ, cựu xạ thủ của Gam. Và anh ta đổi được mạng thành công, đường dưới lại một lớn nó va vào nhau. Và Levi liên tục pressing đội hình của NBA cơ bản. Nhưng không, ở khu vực đường dưới có va chạm, khu vực đường trên cũng vậy. Và áp lực solo kill đang có ở hai đường. Ryukai đang cố gắng chạy đây rồi. Và ở khu vực đường dưới thì Play đã rơi vào thế dầu gió của khu vực trên một đấm nữa. Thì Play biết rồi và anh ta vẫn giữ vị trí để khi mà Ozzy lướt lên, nó sẽ nhảy cú dầm nhảy tên lửa về. Nhưng mà cái nhịp chồng khống chế đến từ cái phân chia thiên hạ cùng với cú đấm bùng nổ là không thể nào chạy được. Và thậm chí là không còn tốc biến trên người của Play, cho nên cái pha đó nằm xuống là điều chắc chắn rồi. Một con rắc không còn phản công thì nó chỉ là một con rắc mà thôi. Và một con Kasate còn dạng chơi khô máu thì nó là một con tướng 200 năm. Trước bởi Froggy, họ đang set up thế lính và Son đang di chuyển ra kiểm soát tầm nhìn. Levi đã lộ tầm nhìn rồi. Đây sẽ là một pha 3v3. Elio tấn công thẳng vào người của Zidak, dùng cả chiêu cuối nhưng đó là hất tung ba người. Bởi thủy lưu tầm nhìn dịch chuyển ngược trở lại, tốc biến lên nó từ Son, anh ta không bắt được ai cả. Dịch chuyển nó từ Gankot và đang xuống. Đó chính là Kiaya. Phân chia thiên hạ đẩy được nhiều người nhưng đó là Levi nằm xuống. Kiaya vẫn còn sống, anh ta đang tìm kiếm thêm mạng hạ gục. Người bị tấn công đó Style, anh ta dùng hắc ám soi rọi và cuối cùng cũng đã có mạng. Ryukai tới và tất cả đã kết thúc dành cho Kiaya. Chàng này anh ta đang cố gắng bỏ chạy, không né được phản công. Mạng shutdown dành cho Ryukai. Bị chậm lại, ở như đường giữa lại có đánh nhau rồi. By Zero nằm xuống rồi và Play đang bắn thẳng vào người của Style. Froggy tới không đủ sát thương nhưng cuối cùng Style cũng nằm rồi. Và Play, anh ta hồi dầm nhảy tên lửa, tiếp tục nhảy. Son tới, liệu đang bắt được hay không? Nhưng khu vực đường giữa, Zodiac dính nội tài, nổi lửa lên em. Và cuối cùng thì Zodiac đã nằm xuống với sức sát thương của Levi. Wow, không thể lay chuyển 100 điểm đó từ Son. Và bên phía Game Spot có câu trả lời khu vực đường canh dưới khi tổ chức rất nhiều người xuống đây để cho Play tấn công thẳng vào, tốc biến lên gom người lại. Đó chính là Senna trong tay của Style. Anh ta không thể chạy được, bảo lưu được tung ra, liên tục nổ nội tại. Tới rồi và Zodiac, anh ta đang gặp khó. Được không ta? Kéo được một người đó là Elio, bắt ám soi rọi, có bỏ ai lại không? Câu trả lời là không ai, nằm xuống đó từ Game Spot. Tôi nghĩ là biết đúng không? Di chuyển, biết không? Nhả biểu cảm, nhả lại biết rồi. Ê, mất E, mất Q, tốc biến lên làm chói thành công bởi Levi. Và đây có thể sẽ là cái giá phải trả một mạng shutdown dành cho Play. Chứ không đánh vội.
Nhưng mà giao tranh ở đây sẽ chắc chắn phải diễn ra chứ không thể chờ được Ryuke đang vòng sau. Anh ta tìm được Levi rồi. Và cả hai đều lộ tầm nhìn, tuy nhiên một con Brand Rely cực kỳ khó chịu với khả năng làm chậm của mình. Ryuke vẫn chưa vào được vị trí, nhưng cái góc vòng của anh ta khuất tầm nhìn rất khó chịu. Elio đang đi tìm Ryuke, rồng 4.000 máu. Thiên sứ phán quyết được bật lên, 2.000 máu tranh chấp rồng và rồng dành cho thiết của Son. Vô đắc chịu sát thương, anh ta bị đánh quá nhiều và đón phân chi tiên gà đẩy được 3 người. Người đầu tiên nằm xuống đó chính là Levi. Elio tốc biến bỏ chạy, Spy cũng đang bị dí. Spy bị bắn liên tục bởi Five Zero cùng với Play. Hai xạ thủ đang lên tiếng và đội hình của MBE mất toàn bộ chủ lực. Họ sẽ bị quét sạch trong pha này. Cái thế trận game đang dẫn nhiều thứ quá. Và thường chúng ta thấy là, nhưng mà khoan đã, Levi bị giữ chân lại, thủy lô tầm nhìn được tung ra nhưng chưa có đủ sát thương một tí nào cả. Đó chính là bản năng sát thủ quay ngược trở lại để trừng phạt Son. Và cuối cùng không có bất kỳ thiên sứ nào phán quyết cả. Không thu lại được quá nhiều điều trong tình huống vừa rồi. Đơn giản phòng ngự mà thôi, bây giờ kia nhà tấn công. Thế dầu gió đây rồi, liên tục đấm bóp vào người của Style. Đất, con đồng thứ 3 của Gam. Và dòng đất. Kéo hay vào người của Play. Ryuke đang tìm tới, đó là hai vị trí đến từ cả hai đội. Và Play đang quá là đơn độc, anh ta bị đẩy thẳng vào tường và đây chắc chắn sẽ nằm. Mạng hạ gục chấm dứt dành cho Jack trong tay của Ryuke. Và Kiaya vô tình đưa người vào. Đó là cú gom rất đẹp đến từ Elio. Anh ta gom được hai người và Zodiac là nằm xuống. Thiên sứ phán quyết đẩy được hai người về, nhưng Froggy vẫn chỉ là đẩy hai người, nhưng cũng cô đơn một mình mà thôi. Chiêu cuối diện rộng như là bão lửa, như là đúng tình hoàng. Họ đang muốn ăn Baron đến từ thiết của NBA. Và Gamisot đã quay ngược trở lại, đập được một người về và dịch chuyển tới Ryuke, tấn công thẳng vào người một người, đó chính là Elio. Anh ta vẫn còn sống và Play được che bởi Elio. Anh ta vẫn còn tồn tại bản đồ, nhưng Style đang bị đánh đập liên tục với Kiaya. Style tốc biến và Style đang cố gắng chạy. Ryuke là người giữ chân ngược trở lại và cả hai đội tuyển vẫn đang giữ được cái lượng nhân sự của mình. Tuy nhiên Elio cùng với Play đang rình và khu vực giữa Kiaya ta quẩy từ nãy tới giờ, nhưng Elio đã nằm. Không, đó chính xác là Froggy và cuối cùng cũng là Zodiac. Ryuke đang chạy về cùng với Son. Levi tới làm chậm được hai người, bật phản công quay ngược trở lại. Nhưng đó là double kill và sẽ là triple kill dành cho Levi. Một tình huống giao tranh mở rất có ý đồ đến MB, nhưng rõ ràng cái lượng sức mạnh chênh lệch đang là quá lớn rồi. Bắn hạ luôn cả Style trong thềm nhà chính, quét sạch dành cho Gam. Và sẽ là chiến thắng 2-0 mà thôi, không có một cặp solo